Xin chào hai giảng viên Thanh Hậu, Minh Nguyệt. Kim Định xin trình bày mẫu chuyện số 2, bài học hay thông qua các câu chuyện ngắn. Anh chồng nhà nọ ta làm về nhà, nhìn thấy vợ đang đánh con trai, không ngó ngàng gì đến họ. Đi thẳng vào bếp, nhìn thấy nồi vằn thánh nghi ngút khói trên bàn, bèn múc một bát để ăn. Ăn xong, nhìn thấy vợ vẫn đang đánh con trai, không nhìn nổi nữa, nói: "Dâu dục con gái không thể lúc nào cũng dùng bạo lực được em ạ. Phải giảng giải đạo lý cho nó hiểu." Chị vợ nói: "Em mất công nó nồi vằn thánh ngon là thế, mà nó lại tè một bãi vào. Anh nói xem có điên không chứ?" Anh chồng thấy thế lập tức nói: "Bà xã, em nghỉ ngơi chút đi, để anh đánh nó." Bài học rút ra, người ngoài cuộc đều có thể bình tĩnh, người trong cuộc ai có thể thong dong bình thản. Bởi vậy, đừng tùy tiện đánh giá bất cứ ai, bởi vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ.